Chùa Bình An Bình Tân là mái ấm của hơn 40 cụ già và 18 trẻ em không nơi nương tựa. Ngôi chùa Bình An, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nơi hội tụ của những mảnh đời cơ nhỡ từ bao năm nay. Kể từ năm 1995, chùa bắt đầu nhận các cụ bà không nơi nương tựa vào để chăm sóc, nuôi dưỡng. Lúc đầu chỉ hơn 10 người, sau lên hơn 20 và hiện nay là 40 cụ. Ngôi chùa nhỏ này nằm khá khiêm tốn trên tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Tuy vậy, xen lẫn giữa chánh điện, phòng thờ là những căn phòng thoáng mát dành cho những cụ bà, trẻ nhỏ và cả một lớp học tình thương khang trang cho trẻ con nhà nghèo quanh chùa Bình An Bình Tân. Hàng ngày, cùng với sư trụ trì Tùng Tín, hơn 10 sư cô khác, họ luôn tay từ sáng đến tối với công việc làm bánh chưng chay. Đây là nguồn thu nhập chính, duy nhất của nhà chùa để nuôi dưỡng các cụ bà và cho 17 bé gái đi học. Trong số những cụ bà ở chùa Bình An Bình Tân, có 3 cụ bị liệt nửa người và 2 cụ bị mù. Việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày phải có người trợ giúp. Ngoài ra, có 2 cụ khác mắc chứng bệnh ung thư. Một sư cô cho biết, cách đây vài tháng, 2 cụ vẫn được điều trị hóa chất tại bệnh viện Chợ Giấy. Tuy nhiên, vì căn bệnh đã vào giai đoạn cuối, nên bác sĩ đã đề nghị nhà chùa đưa 2 cụ về chăm sóc, giúp họ an dưỡng tại nhà để tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng. Khi bạn tiếp xúc với những cụ bà, dù đã lãng tính do lớn tuổi tại chùa, họ đều cho biết đây là nơi họ gửi gắm phần đời còn lại, những cực nhọc, khốn khó mà họ phải chịu đựng trước đây. Nó đã được các sư thầy trong chùa thương mà gánh vác giúp. Không chỉ là mái ấm cho người già, ngôi chùa Bình An Bình Tân còn là nơi để những đứa trẻ gia đình nghèo khó, hoặc họ bị bỏ rơi có điều kiện được nuôi nấng, đến trường. Có 17 chú tiểu mà nhà chùa nhận vào nuôi từ bé hiện đều đi học tại các trường công lập. Tại An Hòa chuẩn bị vào lớp 12, cho biết em mong muốn thi đậu vào ngành y trong năm học tới để sau này có thể trở thành bác sĩ, giúp đỡ các sư cô trong chùa chăm sóc, chữa bệnh cho các bà cụ, vân vân. Được biết, 17 em này hàng năm đều là học sinh giỏi, xuất sắc. Một ngôi chùa nhưng không trầm mặc tiếng kinh kệ, chuông mỏ mà luôn rộn ràng. Với một mái ấm tình thương dành cho người già và trẻ em bất hạnh, chùa Bình An Bình Tân là nơi hội tụ của những tấm lòng nhân ái và cũng rất mong muốn có sự sẻ chia của mọi người, để những khổ đau, bệnh tật của những con người ấy ngày càng vơi đi. Phần lớn mọi người đến đây bằng xe máy, mục đích thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Ngoài ra bạn có thể đến đây bằng xe buýt. Nơi đây là một địa điểm thú vị mà bất cứ ai đến với Hồ Chí Minh cũng muốn một lần đặt chân đến và khám phá. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!